Xin chào tất cả các bạn, mình đến từ shop giới thiệu máy. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc đèn cảm ứng hồng ngoại Xiaomi đến từ Trung Quốc. Rồi, thì nó là từ chính hãng của Xiaomi đấy. Nên là đây thì nó là, thì khi mua là các bạn sẽ được tặng ba cục sẵn từ ba cục pin đến từ Xiaomi và nó nằm ở dưới này. Các bạn chỉ việc xoay nhẹ và mở nó ra. Đây thì mình đã lắp pin vào sẵn rồi. Thì đây là nút gọi là để cho tăng nhiệt độ của cái đèn pin này, thì cũng tùy vào không gian nhà các bạn. Đó thì đây thì xong rồi thì mình sẽ lắp lại và xoay lại vào bên phải. Và đây mình sẽ test luôn cho các bạn về chế độ của cái đèn ngủ này. Rồi nào, bây giờ mình sẽ tắt đèn. Đây, mình sẽ cho vào chiếc ba lô này nhá. Thì các bạn cũng chỉ nó là cảm ứng nên là nó sẽ tự sáng khi có người vào đấy, và các bạn thấy không đó. Và mình sẽ test luôn cho các bạn về chế độ chỉnh ánh sáng. Đây, hai nút đó, tùy vào không gian nhà các bạn.